Rồi, hello anh em. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh em cắt cột cái nấm của con đen ha. Cái này là mình cắt cốt nha. Các loại máy mà mình cắt cốt nha, cũng như vậy. Thì máy bên mình sẽ phải cắt cái cốt của tay quay. Giờ mình đầu tiên là phải có cái máy cắt nha. Khúc như thế này ha, thì mình sẽ mài cho nó bằng luôn. Mình thì mới lấy cái cốt cái này ra được ha, mài cho nó bằng luôn để nó qua khỏi cái miếng này, mình để mình lấy cái cốt ra. Rồi cái này mình cắt thì nó sẽ nóng, nó đợi nhiệt cho nó nóng để cái phần nóng lại cho nó cắt ha, nó đợi nó nóng cái tay. Bắt đầu mài cái này cho nó bằng luôn nha anh em. Khăn lên nha anh em. Thôi cái tay quay mình nó bị chày. Đây, thấy cái chốt này không? Đây mình để ngay cái chốt này nha, mình đóng nó xuống. Trong quá trình cắt thì tay quay mình nó hơi bị nóng. Chưa được. Khúc nữa. Khớp thì mình đóng nhẹ hai cái là bắt đầu nó bung ra ha. Rồi lấy cái cốt của tay quay này ra. Rồi ok chưa? Rồi bắt đầu mình lấy một cái máy khoan nha anh em. Rồi mình sẽ dùng cái máy khoan tay. Và mũi khoan là mũi khoan 6 ly nha. Do là cái cốt của núm độ của mình nó sẽ lớn hơn cái cốt zin của máy. Khoan thì nhớ cho nó đều tay nha anh em, để cho cái lỗ của nó được đều. Chứ nó còn xéo một bên là mình gắn cái núm nó cũng xéo một bên, nghe nó xấu lắm. Lót đi kỹ kỹ đừng cho nó chạy cái tay quay ủa. Nhớ giữ chắc nha nè, đừng cho tay quay nó chạy nha. Mình sẽ khoan ở trên và ở dưới nha, cho nó đều nha anh em. Mình không thể khoan một đường một đi xuống là được. Nó vẫn chưa có đều nha anh em. Nó còn răng đó, thì mình mài cho nó đều luôn để cho mình gắn cái cốt vô nó được dễ dàng lọt vô trong ha. Mình cứ mài nó đi. Mài cho nó bóng luôn. Nó trơn. Ok chưa?
Rồi thì đây là cái nấm độ của mình nè. Trong đây nó sẽ có một cái cốt nè anh em. Đó, đây nó sẽ có cái cốt nha, cốt này cốt tay quay nè. Bỏ vào đây đi. Bắt đầu mình gắn vô nha. Gắn vô là nó vừa luôn nha anh em, vừa kích luôn ha. Đó, mình để cho nó sụp sịch nha. Anh em khoan trong cái quá trình khoan này phải thật là kỹ nha, đừng để cho nó rộng quá. Là nó bị sụp sịch là sẽ không có tốt, không có đẹp đâu. Rồi ok, giờ này mình vô trong nhà mình tiến hành mình gắn núm nha nè. Rồi, thì cái bịch phụ kiện này là mình đổ hết luôn nha nè. Đó. Rồi bắt đầu giờ mình vô nha. Bây giờ là cái này mình sẽ lấy dùng con vít này, mình dặn vào cái đít đó nha nè. Nó cho cái miếng lông đền vô nữa, ghim cho nó chắc chắn hơn. Cho cái miếng lông đàn của nó vào cho nó ngay nha anh em. Đừng để lệch một bên thì nó hết xấu, mất thẩm mỹ. Rồi siết cứng luôn nha anh em. Rồi cứng ngắt luôn ha, không chụp xịt nha. Rồi bắt đầu mình sẽ dùng hai cái bạc đạn bằng nhau này. Bạc đạn nhỏ này là mình không có sử dụng nha. Bạc đạn nhỏ này để độ cho máy nhỏ. Giờ mình sẽ sử dụng cái bạc đạn hai cái bằng nhau này. Sử dụng một cái trước nha. Cái này mình gắn vào cái cốt. Đó. Ok chưa? Rồi mình vào thêm một cái lông đền mỏng nha, miếng lông đền mỏng. Rồi mình vào một miếng lông đền mỏng nha anh em. Bắt đầu mình gắn cái nấm vào. Đó, thấy nó khít không? Nó khít nha. Ok, quay nè. Bây giờ nó chưa có định vị được. Bắt đầu mình vào thêm một cái bạc đạn, nãy là hai cái bằng nhau đó, giờ mình vào thêm một cái nữa nha. Đây. Mình sẽ cho nó vào trong cây cốt luôn nha. Đó, nó vào khít với cây cốt luôn nha anh em. Trong lúc dặn thì anh em lưu ý là để cái miếng lông đền cho nó ngay giữa nha, đừng cho nó lệch là nó bị kê cái bạc đạn là nó không có quay cái núm mình được á. Mình phải chỉnh cho nó bằng nè. Chỉnh cho nó ngay nha, ngay giữa nha. Ngay giữa là nó sẽ lệch bên rồi, mình quay cái núm nó không có được mượt. Rồi siết cứng luôn nha anh em. Ok chưa? Rồi mình dặn cái núm này vào. Rồi là mình đã xong phần. Rồi đã hoàn tất nha anh em. Đây, mình có một con máy Ben Battle 3 6000 độ núm Gumasu màu vàng đen nha, hợp với con máy luôn. Đó, em sẽ quay thử cái núm lại cho anh em xem nha. Đó, mượt chưa? Ok rồi đúng không? Thì trong cái quá trình mà mình gắn cái lông đền á với lại con vít vào cái núm á, nhớ là coi kỹ giúp em là nó đừng để cho nó chịch cái lông đền qua một bên thì nó sẽ cài cái bạc đạn lại. Thì cái bạc đạn nó không thể quay được nha anh em, nó sẽ bị kẹt. Đó, anh em để cái lông đền nó ngay thì nó không vướng bạc đạn, nó sẽ không bị kẹt. Mà nó sẽ mượt hơn nha. Đó. Ok nha anh em.